Và hôm nay các anh chị sẽ nhìn thấy được AI trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ chúng ta làm video marketing như thế nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ tạo ra kịch bản chuyên nghiệp và nhanh chóng. Thứ hai, chúng ta tạo logo thương hiệu chuyên nghiệp. Thứ ba, chúng ta chuyển văn bản thành giọng nói. Thứ tư, chúng ta làm ấm giọng đọc. Thứ năm là chúng ta thiết kế hình ảnh nhanh chóng. Thứ sáu, chúng ta tạo ra video intro và outro chuyên nghiệp. Thứ bảy, chúng ta làm video nhân vật ảo thay thế chúng ta xuất hiện trước camera. Thứ tám, chúng ta tạo video MC chuyên nghiệp để dẫn chương trình. Thứ chín, chúng ta làm video nhân vật hoạt hình. Và chúng ta còn rất nhiều những công cụ cũng như là ý tưởng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong marketing cũng như trong video để quảng bá hình ảnh và bán hàng. Và các chị đã thấy tuyệt vời và hứng thú với những gì mà AI và ChatGPT mang lại trong việc làm video marketing và trong việc xây kênh bán hàng. Và hãy cùng nhau khám phá từng công cụ một ở những cái video tiếp theo.